Xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán xe ô tô Việt Tuấn. Hôm nay em Thành ô tô Việt Tuấn lại tiếp tục giới thiệu tất cả những con xe tại showroom. Chiếc xe đầu tiên em giới thiệu là chiếc CR-V bản G màu ánh xanh, nội thất đen nha quý anh chị nhé. Chiếc xe này em đang bán với giá là 825 triệu sổ 2018 bản G, và chiếc xe đã 502 rồi, xe chạy được 7 vạn km còn nguyên chất xe, rất là đẹp. Và biển là một chủ từ đầu 51G. Và tiếp tục là chiếc thứ hai là chiếc 2.5 Mazda CX-5 2.5 màu trắng nội thất đen này, có biển 60LD liên doanh, và em đang bán với giá là 798 triệu giá có thương lượng nha quý anh chị nhá. Xe chạy cực kỳ ít luôn, đảm bảo cho quý anh chị luôn là xe không đâm đụng ngập nước, có màu đen và động cơ 2.5 rồi thì rất là đủ đồ, cửa nóc này, hắt kính, màn hình, vô lăng tích hợp rất là đầy đủ nha quý anh chị nhá. Về nhớ hàng ghế sau cũng rất là mới. Ghế rất là mới luôn. Và chiếc xe này thì đảm bảo cho quý anh chị luôn là còn siêu mới chứ không phải là mới. Sổ 2019 nữa quý anh chị nhá. Và tiếp tục là chiếc SLK. Chiếc xe này sản xuất 2010 và em đang bán với giá là 860 triệu. Giá có thương lượng nhá. Biển Hà Nội một chủ từ đầu, có màu đỏ. Xe này hiếm nhất thị trường luôn. Chiếc xe bản thể thao hai cửa, đảm bảo cho quý anh chị luôn là xe còn cực kỳ đẹp, nguyên chất 100%. Chiếc xe này cam kết là không đâm đụng ngập nước nhá, còn cực kỳ mới luôn. Và hôm nay em thử, và chiếc xe chạy được 9 vạn km. Nội thất rất là mới. SLK 200 sổ 2010 nhá quý anh chị nhá. Cốp này, để đồ rất rộng rãi luôn, đảm bảo luôn là chiếc xe này không đâm đụng ngấm nước và máy móc nguyên bản, kiểm tra hãng qua chất lượng hãng rồi nên quý anh chị yên tâm về chế độ bảo hành của bên ô tô Việt Tuấn. Và cảm ơn quý anh chị, tất cả quý anh chị đã quan tâm đến chiếc video clip tại ô tô Việt Tuấn 440 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh nhá quý anh chị nhá. Và tất cả chiếc xe này em đang bán và có hỗ trợ trả góp. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Hẹn quý anh chị một ngày gần nhất để gặp ở tại ô tô Việt Tuấn 440 Nguyễn Văn Linh. Cảm ơn quý anh chị ạ.